với phần phiên dịch của nhạc sĩ Xuân Nghĩa. Chúng ta hãy cùng đến với ca khúc này thông qua phần biểu diễn của Hoàng Tam Định.
ca sĩ người mẫu Hoàng Tahi với điệp khúc Xin chào Việt Nam, hãy đến với con người Việt Nam tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ người mẫu và cũng là người đã trình diễn mở màn bộ sưu tập vừa rồi với trang phục áo dài vô cùng ấn tượng. Kính thưa quý vị.